Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi là năm nay 59 tuổi và cũng được bạn bè giới thiệu đến đây, ngày hôm nay là lần đầu tiên. Thế thì tôi ở nhà tôi cũng tập đi tập yoga và tập dưỡng sinh rất nhiều, thấy khỏe. Đến đây thì có một cái bạn nhà hơi tôi có hơi bị cổ tay và đau đầu gối, thì sau khi xoa bóp ấm huyệt xong thì tôi thấy người tôi cũng thấy thoải mái, khỏe mạnh, rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn tất cả những cái người mà đã bấm huyệt cho chị em. Chị là xin tên với cả Thôi được rồi, tôi là Nguyễn Thị Thúy ở Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Tôi trước đây là nó bị viêm tai giữa, cho nên là thỉnh thoảng là nó chữa khỏi nhưng mà nó cứ hay ù. Thế vừa rồi là kỹ thuật viên cũng đã chữa và thao tác được, con cảm thấy nó, đây là lần đầu tiên cho nên là cảm thấy nó cái tai mình cũng nhẹ này, có khả năng tôi tin là sẽ có hiệu quả. Vâng, cảm ơn. Xin mời. Kính thưa thầy Châu, thưa toàn thể trong cộng đồng thập kỷ Nhân Tâm, và kính thưa tất cả các khán giả hôm nay đến để theo dõi chương trình mà chúng ta thực hành. Thì tôi là Phạm Thị Hòa, năm nay tôi 70 tuổi, tôi ở Đình Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Và nghe trên xem ở trên mạng thì tôi thấy có chương trình ngày hôm nay là chúng ta hội thảo về các cái chứng bệnh về ù tai, rồi là về ù tai điếc tai và thần kinh tiền đình. Thì tôi đến đây thì qua được hướng dẫn viên làm cho tôi, thì trước đây là tôi cái mà tôi bị đau tiền đình ấy thì tôi rất là ít khi, nhưng mà tại sao mấy ngày hôm nay tôi bị nhiều và rất là đau, thì tôi uống thuốc không khỏi. Hôm nay tôi đến đây thì tôi thấy là qua xoa bóp bấm huyệt thì tôi thấy nó có triệu chứng là đỡ đi rất là nhiều, và đầu tôi đã thoáng và không đau nữa, cho nên là tôi rất là tin tưởng về cái bộ môn này. Tôi xin cảm ơn tất cả các ban chỉ đạo và cảm ơn tất cả các khán giả hôm nay đến với chương trình. Tôi 55 tuổi, tôi bị cái ù tai này, thực ra tôi bị bên trái, tôi đi chữa thì cũng nằm viện hơn một lâu rồi, từ tháng 11 năm ngoái, nhưng mà lúc thì đỡ và lúc nào mệt thì nó lại vẫn bị ù. Hôm nay thì tôi đến tôi chữa và tôi cũng bị cả tức cái cánh tay bên trái nữa, hầu như là phía bên trái của tôi là có vẻ có yếu hơn. Nhưng hôm nay tôi cũng được hỗ trợ viên làm cho tôi một buổi. Hiện tại đến bây giờ thì tôi cũng thấy nó nhẹ đi, không biết là sau đó có đỡ đến đâu thì chưa biết. Tôi thấy bây giờ tôi thấy nhẹ. Xin chào các bạn, xin bác cho chị. Tôi thì tại Yên Bái vừa đi từ 5 giờ sáng này, nên là thấy trong người là mệt mỏi, đau với đầu và đau vai. Xin giới thiệu mọi người là tôi thì không phải bác sĩ, nhưng mà tôi làm viện 103 từ năm 90 đến giờ. Và cái người vừa đứng lên nói đấy là bà xã nhà tôi. Bà xã nhà tôi cứ nói câu gì là cãi lại cô ấy. Thế là vấn đề của nó là ở chỗ này này. Tôi đã nhận định rằng là bà xã nhà tôi là dạng tai biến nhẹ. Nhưng thầy vừa nói chuẩn quá, thầy nói rất chuẩn nhưng mà xã tôi lại vẫn ý kiến. Đấy, nên là thực ra là cái bệnh này tôi rất biết. Thế mà tại vì sao? Khi mà thầy Thăng ấy, có gửi cho tôi cái kế hoạch hôm nay là hội thảo, thì tôi thấy đây là một cái chương trình rất hay. Tôi cũng là học viên của thầy Thăng và của thầy Tuấn ở đây. Thì nói chung là hôm nay là tôi cũng
cũng đến hết. Thì tôi thấy rằng là cái chương trình của mình là có cái tác dụng rất là tốt. Bản thân tôi thì nó có một cái điều rất khó, tức là rau sạch thì không qua được chuỗi. Cứ người khác mà đến mà chữa cho bà xã thôi thì thấy nó tác dụng tốt, nhưng mà tôi thì chẳng thấy tác dụng gì cả. Thế nên là tôi cứ phải tích cực tươi lên đây. Tất nhiên là còn nhiều vấn đề nữa có thể chia sẻ được, nhưng mà đó cũng dài, nhưng mà thôi thì xin phép tăng cái này. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.